Em họ lấy cặp căng mi anh em nhá. Mở mùa này chơi tất tay với nhau anh em ạ. Họ không nhường những slot giống như những bang hội khác, mà thi đấu trực diện với nhau để lấy được những tấm vé vào Võ Lâm Minh Chủ hay cái bàn bổng. Không, chính xác là bổng đánh với rồng em ạ. Căng mi chuyển từ bổng về rồng rồi. Bóng đèn đã lên nhưng em họ Alex lại không tận dụng mà lại lựa chọn phương án lên ngựa. Đồ đạc thì họ đều là những phái có đồ đẹp nhất ở trong hệ phái của mình rồi. Ở vòng sơ loại này nó là vòng đơn đấu môn phái em ơi, đổi đồ thoải mái. Khi nào vào trong vòng 32 đội thì miễn đổi em nhé. Sẽ có một cái buổi làm cái clip riêng quay phim 32 nhân vật, sau là khóa tẩy tùy khóa đồ ở trong toàn bộ gian thi đấu nữa cơ. Hết đổi, ông nào mà sai đồ là loại luôn. Võ Lâm Minh Chủ luật nó nghiêm lắm anh em. Rồi. Trắng máu anh em kìa. Rất căng, kèo đố này mình thấy gần như là cân nhất từ trước tới nay của vòng sơ loại cái bang. Thường thì cái bang phải đánh tầm khoảng 10-15 giây thôi. Không đánh nhiều như thế này mất tiếng anh em. Alo, anh em có nghe tiếng mình không nhỉ? Anh em nghe thấy không? Mình số 1. Sao mất tiếng nhỉ? Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo. Đâu tiếng còn anh em ơi. Đấy, anh em cứ bảo mất tiếng là thỏ. Không. Rồi anh em ơi. Ok anh em. Rồi. Test thỉnh thoảng phải test mic phát. Căng Mi đang là hạng 5 của server anh em nhé. Còn em họ Alex là hạng 206. Vậy là Căng Mi sẽ hơn Alex đâu đó tầm khoảng 6-7 cấp. 15 dòng rất khéo anh em ạ. Đây là một trong những cách mà cái bang họ đã dùng để gia tăng khả năng sát thương người đối phương. Những miếng phả 15 rồng như thế này nó sẽ khóa góc lại được. Cảm giác như ở trong mùa này thì cái băng rồng đang vượt trội hoàn toàn với cái băng bổng anh em ạ. Rất ít khi mình thấy cái băng bổng giành chiến thắng trước cái băng rồng. Liệu rằng Alex có làm được cái điều ngược lại không? Bóng đèn lên anh em ơi. Hai lần mình thấy bóng đèn lên nhưng mà Alex lại lựa chọn lên ngựa chứ không vụt thêm hai đợt bổng nữa. Mình nghĩ nếu mà những cái môn phái cái băng rồng này sau này họ ấy có giải nghệ thì cũng nên mở quán bún chả thịt nướng anh em ạ. Rồng quạt như thế này thì nướng thịt sẽ rất nhanh, sẽ tăng được hiệu suất bán hàng. Mình không di chuyển nha, mình đứng lại một chỗ thôi. Lâu lắm rồi mới có một trận cái bang lâu như thế này anh em ạ. Thường mình mới gặp những trận cái bang bổng và cái bang rồng, nhất như gặp hãng một kẻ gỗ độc chẳng hạn. Trận đánh nó chỉ diễn ra trong tầm khoảng 15 giây thôi. Cái hãng đó có cả bao tay và mũ đồng cừu nữa. Ôi, càng bị cái bang hết máu à. Mình thấy không bơm máu anh em kìa. Lại lên ngựa. Rồi, bây giờ có lẽ sẽ là tới thời điểm mà Alex sẽ trừng phạt Căng Mi em ơi. Đánh bằng gần 1x luôn. Trời, bạn đi cho tôi cái. Bạn lượt đầu tôi phát xem nào. Lượt nào. À, vẫn còn máu anh em ơi. À, lườm rau gắp thịt à. Trời. Em họ Alex đã rất nhẫn nhịn lên ngựa di chuyển ở trong gần như suốt thời gian thi đấu vừa qua. Và đến bây giờ mà phục thù Căng Mi với chúng tôi này. Vâng, đó không khác gì là một trận đấu của Hàn Tín anh em ạ. Chịu nhẫn nhịn để làm nên việc lớn. Xong, chúc mừng cho em trai Alex em nhé.